Kênh học Misa Online kính chào anh chị. Vào một ngày đẹp trời, anh chị tính giá thành xong, rồi sau đó vào báo cáo mới phát hiện là tài khoản 154 có số dư. Làm sao đây? Anh chị yên tâm nhé, chủ đề hôm nay em sẽ cùng anh chị tìm hiểu cách xử lý tài khoản 154 bị dư khi anh chị tính giá thành theo thông tư 133 trên phần mềm Misa. Nào, mình cùng theo dõi thôi. Khi các anh chị tính giá thành trên phần mềm thì thường gặp phải một vấn đề, đó là tài khoản 154 có số dư. Vậy trong clip ngày hôm nay, Misa sẽ hướng dẫn các anh chị cách xử lý trong trường hợp tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn hoặc phương pháp sản xuất liên tục hệ số tỷ lệ theo thông tư 133 và tài khoản 154 trên bảng cân đối tài khoản có số dư. Các anh chị sẽ làm lần lượt theo các bước sau đây. Các anh chị lưu ý, các anh chị sẽ làm từng bước và sau mỗi bước nếu báo cáo đã lên đúng thì không cần phải làm bước tiếp theo. Bước đầu tiên, đối chiếu số dư đầu kỳ của tài khoản 154. Trên phần mềm, các anh chị đối chiếu giữa dở dang đầu kỳ trên kỳ tính giá thành và số dư đầu kỳ của tài khoản 154 trên bảng cân đối tài khoản. Nếu dở dang đầu kỳ đang không khớp của một kỳ tính giá thành mà trước kỳ tính giá thành đó có các kỳ tính giá thành khác thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp kỳ tính giá thành liền kề. Còn nếu đây là kỳ tính giá thành ở đầu cơ sở dữ liệu, ví dụ dữ liệu này bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 và kỳ tính giá thành cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 mà dở dang đầu kỳ lại không khớp với dư nợ 154 đầu kỳ thì chúng ta sẽ kiểm tra số dư của tài khoản 154. Đầu kỳ, các anh chị vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu. Trong phần số dư tài khoản, các anh chị kiểm tra số dư tổng của tài khoản 154. Ví dụ, trong dữ liệu này là 2 triệu. Tiếp theo, kiểm tra số dư chi tiết, các anh chị sang phần chi phí dở dang. Chọn theo chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí. Ở đây, số dư chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí là 3 triệu. Vậy hai số đang không khớp. Các anh chị sẽ kiểm tra lại số nào là số đúng thì chúng ta nhập lại hai số giữa số tổng hợp và số chi tiết để lên khớp nhau. Sau khi kiểm tra xong bước đầu tiên, nếu số dư đã khớp, các anh chị chuyển ngay sang bước số 2. Nếu số dư không khớp thì anh chị sẽ sửa lại số dư khớp giữa số tổng hợp và số chi tiết, sau đó tính lại giá thành. Nếu tài khoản 154 vẫn còn số dư chưa đúng, các anh chị chuyển tiếp sang bước số 2, kiểm tra đầy đủ và đúng khoản mục chi phí. Nguyên nhân là do các chứng từ tập hợp chi phí nợ tài khoản 154 cần chọn một trong ba khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung để lên được kỳ tính giá thành. Các anh chị vào để kiểm tra, các anh chị vào tìm kiếm lọc tài khoản nợ 154 và kiểm tra cột khoản mục chi phí. Các anh chị vào tìm kiếm, chọn khoảng thời gian của kỳ tính giá thành, bấm cập nhật. Tìm kiếm. Lọc tài khoản nợ 154 và kiểm tra cột khoản mục chi phí. Chọn cột khoản mục chi phí trống và điền bổ sung khoản mục chi phí bằng cách tích vào chứng từ đang bị thiếu khoản mục chi phí và điền bổ sung khoản mục chi phí. Tiếp tục kiểm tra, nếu có chứng từ chọn nhầm sang khoản mục chi phí không phải là nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp hoặc là sản xuất chung. Ví dụ ở đây đang bị chọn nhầm sang loại là máy thi công. Máy thi công thì chỉ sử dụng cho tính giá thành theo công trình. Cho nên trên chứng từ này, các anh chị cũng sửa lại khoản mục chi phí về một trong ba loại nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp hoặc sản xuất chung. Sau bước số 2, các anh chị chuyển sang bước 3, tính lại giá thành và cập nhật giá nhập kho thành phẩm. Anh chị vào phân hệ giá thành và tính giá thành, chọn kỳ tính giá thành cần tính, bấm đồng ý. Tại bước cuối cùng tính giá thành, các anh chị lưu ý cần bấm cập nhật giá nhập kho thành phẩm để cho giá nhập kho thành phẩm cập nhật trên chứng từ nhập kho thành phẩm. Nếu các anh chị đã cất
mà quên chưa bấm nút cập nhật giá nhập kho. Anh chị có thể vào phần bảng tính giá thành và bấm cập nhật giá nhập kho tại đây. Sau khi hoàn thành bước 3, nhưng tài khoản 154 vẫn có số dư chưa đúng, anh chị chuyển sang bước số 4, kiểm tra và xử lý việc phân bổ chi phí chung sai. Nguyên nhân có thể do tại bước phân bổ chi phí chung, chi phí đang được tập hợp sai và cần phải kiểm tra lại. Cách kiểm tra. Tại bước phân bổ chi phí chung, các anh chị kiểm tra các chứng từ, các chi phí chung tập hợp số tiền lên đã đầy đủ và chính xác hay chưa. Để xem chi tiết chi phí chung đang được lên tập hợp từ những chứng từ nào, các anh chị vào chi tiết chứng từ, chọn xem. Hoặc trên phần báo cáo, các anh chị vào báo cáo giá thành, liệt kê danh sách chứng từ phân bổ chi phí chung theo kỳ tính giá thành. Lưu ý các anh chị nên chọn khoảng thời gian rộng để chứa tất cả các kỳ tính giá thành mà chúng ta đang có, để bấm đồng ý. Và kiểm tra các chứng từ phân bổ chi phí chung trên báo cáo, số tiền phân bổ và chênh lệch xem đã chính xác hay chưa. Nếu có chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa và phân bổ lại chi phí chung. Để xem chi tiết cách xử lý trường hợp phân bổ chi phí chung sai, anh chị có thể xem trên clip mà Misa đã đính kèm trong phần mô tả của video này. Sau khi kiểm tra và xử lý xong tới bước 4, đã tính lại giá thành nhưng số dư tài khoản 154 lên vẫn chưa đúng, các anh chị chuyển sang bước số 5, kiểm tra việc chọn nhầm và chọn lại đối tượng tập hợp chi phí trên các phiếu hạch toán chi phí và phiếu nhập kho thành phẩm. Nguyên nhân có thể do các chứng từ tập hợp chi phí đang chọn nhầm đối tượng tập hợp chi phí, hoặc có chứng từ tập hợp chi phí của một đối tượng tập hợp chi phí A nhưng trong kỳ tính giá thành lại không chọn đến đối tượng tập hợp chi phí A đó. Hoặc vấn đề nằm trên phiếu nhập kho thành phẩm, có thể chưa có phiếu nhập kho thành phẩm hoặc phiếu nhập kho thành phẩm đã có nhưng chọn nhầm ngày hạch toán không nằm trong kỳ tính giá thành, hoặc đã có phiếu nhập kho thành phẩm nhưng chưa chọn đúng thông tin loại một thành phẩm sản xuất, chưa chọn đối tượng tập hợp chi phí hoặc chọn nhầm đối tượng tập hợp chi phí, hoặc chứng từ nhập kho thành phẩm có chọn khoản mục chi phí nên bị tính vào phần khoản giảm chi phí. Vậy cách kiểm tra. Đầu tiên, các anh chị vào báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh, xem đối tượng tập hợp chi phí nào đang còn dư. Các anh chị vào tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh, chọn tất cả các đối tượng tập hợp chi phí, chọn khoảng thời gian của kỳ tính giá thành cần kiểm tra, chọn số tài khoản 454, bấm đồng ý. Trên báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh, các anh chị xem những đối tượng tập hợp chi phí đang có số dư. Các anh chị kiểm tra xem đối tượng tập hợp chi phí đó có tính giá thành trong kỳ hay không. Ví dụ đối tượng áo phông, các anh chị có tính giá thành trong kỳ. Thì nếu có tính giá thành trong kỳ thì các anh chị kiểm tra đã chọn trong kỳ tính giá thành chưa. Các anh chị vào kỳ tính giá thành. Ở đây chúng ta đang tính có tính giá thành của áo phông nhưng lại chưa chọn trong kỳ tính giá thành. Các anh chị bấm chọn và chọn thêm đối tượng mà các anh chị cần tính vào trong kỳ tính giá thành, bấm cắt. Còn nếu không tính giá thành thì các anh chị kiểm tra xem tại sao không tính giá thành mà lại có chứng từ tập hợp chi phí cho đối tượng tập hợp chi phí này. Ví dụ đối tượng tập hợp chi phí váy chúng ta không tính giá thành trong tháng 1 nhưng lại thấy có xuất hiện trong tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh, để chứng tỏ có thể chúng ta đang chọn nhầm đối tượng đối chi phí, thì các anh chị có thể kích lúc trực tiếp vào để xem sổ chi tiết và xem phiếu xuất kho chọn đến đối tượng đối chi phí váy này xem chúng ta có chọn nhầm hay không, thì chúng ta sẽ sửa lại cho đúng. Tiếp theo, các anh chị vào tìm kiếm lọc tài khoản có tài khoản 454 để kiểm tra các phiếu nhập kho thành phẩm. Các anh chị vào tìm kiếm, chọn khoảng thời gian của kỳ tính giá thành, bấm cập nhật và tìm kiếm. Lọc theo tài khoản có 154. Đầu tiên, kiểm tra loại chứng từ.
đã đúng là loại nhập kho thành phẩm sản xuất chưa? Ở đây chúng ta thấy có lẫn một phiếu trong phần chứng từ nghiệp vụ khác để chứng tỏ phiếu này chúng ta đang làm nhầm phân hệ. Đây, các anh chị cần làm đúng trên phân hệ kho và trên phiếu nhập kho thành phần sản xuất, chọn đúng là loại một thành phần sản xuất. Tiếp theo các anh chị sang bên cột đối tượng tập hợp chi phí. Kiểm tra cột đối tượng tập hợp chi phí, xem có chứng từ nào chúng ta nên để chống đối tượng tập hợp chi phí không. Nếu có thì chúng ta cần bổ sung đối tượng tập hợp chi phí cho phiếu nhập kho thành phẩm. Và kiểm tra có chứng từ nào đang chọn nhầm đối tượng tập hợp chi phí. Nếu chọn nhầm, các anh chị sẽ chọn lại đối tượng tập hợp chi phí cho đúng. Tiếp theo, các anh chị kiểm tra cột khoản mục chi phí. Đối với phiếu nhập kho thành phẩm, các anh chị lưu ý không điền khoản mục chi phí. Bởi vì nếu điền khoản mục chi phí thì phần mềm sẽ hiểu là hạch toán có 154 và giảm trên khoản mục chi phí đó và tính vào phần khoản giảm giá thành. Như vậy, các anh chị lưu ý trên phiếu nhập kho thành phẩm cần phải để trống cột khoản mục chi phí. Để các anh chị lọc những khoản mục chi phí đang không trống và vào các chứng từ này sửa khoản mục chi phí về trống. Xóa phần khoản mục chi phí ở cột này đi. Sau đó tính lại giá thành. Sau khi đã sửa xong tất cả các thông tin chúng ta đang chọn sai, các anh chị sẽ tính lại giá thành. Vâng, khi tính giá thành theo thông tư 133 mà tài khoản 154 bị dư, anh chị chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn trên là có thể xử lý ngon lành trường hợp tài khoản 154 bị dư này rồi nhé. Anh chị nhớ bấm like và đừng quên bấm nút đăng ký màu đỏ cùng với chuông thông báo nho nhỏ ở bên dưới để theo dõi được nhiều video mới nhất từ Misa. Chúc anh chị thực hiện thành công và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý khách hàng, ngoài tổng đài tư vấn có tính phí qua điện thoại, Misa đã nỗ lực cho ra các kênh tư vấn miễn phí để phục vụ khách hàng được tốt hơn, bao gồm các kênh như sau: hướng dẫn sử dụng online Help Misa, cộng đồng sử dụng phần mềm Misa trên Facebook, forum cộng đồng Misa, livestream trên YouTube, nhân viên tư vấn số trên Facebook, tra cứu tình huống trên trang kho tri thức Misa và hỗ trợ qua mail support@misa.com.vn.